chào quý vị, hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2021. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến. Trong năm học mới, nhà trường sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu với giá trị cốt lõi là mở rộng tri thức, gắn kết thực tiễn, phục vụ cộng đồng, chuyên nghiệp, hiệu quả, sáng tạo và thân thiện. Năm học vừa qua, nhà trường hoàn thành sứ mạng trong việc đóng góp và nâng cao tri thức cho cộng đồng, với tỷ lệ sinh viên có việc làm trong vòng 1 năm sau khi tốt nghiệp là 95%. Thích nghi nhanh với dịch bệnh COVID-19 để thực hiện kế hoạch đào tạo theo đúng tiến độ bằng việc ứng dụng mạnh công nghệ thông tin trong dạy và học. Đứng vị trí thứ tư trong top các trường đại học và học viện có nghiên cứu kinh tế năng suất nhất tại Việt Nam, top 8 của châu Á về chiến lược dạy và học. Hoạt động nghiên cứu khoa học của trường luôn đạt thành tích cao, đặc biệt là thành tích công bố quốc tế nổi bật. Năm học 2021-2022, Đại học Mở sẽ đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đưa nhà trường trở thành đại học công lập đa ngành hàng đầu ở Việt Nam với định hướng ứng dụng, phổ cập kiến thức và gắn kết cộng đồng. Trong đó, hoạt động đào tạo từ xa phát triển ngang tầm khu vực Đông Nam Á.